Rồi câu hỏi kế tiếp. Anh ơi, em có nói chuyện với một bạn Tây mới gặp mặt cà phê lần 2 tháng ở lần 2 cách 1 tháng sau nhưng có tình dục bình thường. Trời ơi. Trời ơi em ơi, hết phim. Sau đó em không đồng ý gặp bởi em không muốn xây dựng mối quan hệ nghiêm túc. Tức là em không muốn xây dựng mối quan hệ nghiêm túc. Nếu vậy thì em đâm đầu vô làm chi? Nhưng trong quá trình 2,5 năm cậu ấy vẫn muốn gặp em. Vừa rồi em gặp lần đầu, vừa rồi em gặp lần 3 trong 5 ngày tại nhà cậu ấy. 2,5 năm rồi bây giờ mới gặp lại. Một tháng rưỡi sau gặp lần 4 nhưng em bình thường, còn cậu ấy thể hiện không nhạt. Muốn em đến thăm mẹ nhưng không giới thiệu là girlfriend. Muốn em đi xem phim cùng anh trai cậu ấy nhưng em không đi bởi em quá nhiều việc phải làm. Cậu ta rất hay giận nhưng luôn tự làm lành cho dù không nói chuyện mấy tháng. Cậu ấy chưa một lần đầu tư quà cho em dù 3 năm rồi. Cậu ấy có tình cảm nghiêm túc với em không? Chưa. Câu trả lời là chưa. Hay chỉ muốn tình dục? Hiện tại là cái đó nặng hơn. Nhưng mà từ từ, hay cậu ấy muốn xây dựng tình yêu thật vì em là người phụ nữ quyến rũ như anh nói. Em có một cái mix. Okay, tiếp tục nè. Anh nghĩ bạn em có tồn cảm xúc không? Em bây giờ xây còn em xây bây giờ được không? Được. Ở đây nè nha. Em có một cái tức là trong cái nhóm hành xử của em có những cái không nên, có những cái rất nên. Và em làm cả một cái mix của những cái đúng và những cái sai. Tức là em có quan hệ tình dục với anh ta một hai lần đầu gặp và có là cái không nên. Đừng nghĩ tay là nên quan hệ. Ok. Và thực ra những cái người đàn ông á, người ta thích quan hệ với những người phụ nữ, đặc biệt là đàn ông ở nước phương Tây, họ thích người phụ nữ Á Đông. Cái quan hệ tình dục với những cô gái Á Đông nó thường nó giữ lâu. Nó giữ lâu không có nghĩa là họ yêu. Thứ hai đó là gì biết không? Nếu như cái người đàn ông nó trẻ còn khoảng 30 trở xuống thì những cái cảm giác tuột nó cần thời gian. Tại vì cái dục ích nó lớn, đặc biệt cái người đàn ông phương Tây mà quan hệ với một cô gái người Việt mà đẹp á thì cái dục ích nó được lâu và cái độ tuột nó cũng sẽ lâu. Tuy nhiên nó vẫn tuột nha. Nó tuột lâu nhưng mà nó vẫn tuột, bởi cho nên là sau 3 năm, 5 năm hay là cưới về nó khác. Tuy nhiên ở đây em đi tiếp nè. Cái đó là một cái nhóm hành động không có đúng. Ok. Rồi sau đó em lại có những cái hành xử mà anh gọi là vô tình kiếm pháp á. Vô tình kiếm pháp tức là 2,5 năm em không gặp. Và anh này anh ăn được lần hai lần anh thấy ngon. Và anh muốn ăn nữa nhưng mà nó không ăn nữa được, cho nên nó cho anh ta cái cảm giác là còn muốn giữ. Nhưng mà em thấy đây nè. Anh ta muốn gặp em nhưng mà cái hành động theo đuổi nó cũng không có đủ mạnh. Anh ta muốn gặp nhưng mà 2,5 năm thì không gặp. Mãi tới 2,5 năm sau thì anh ta mới được gặp lần thứ ba. Trong 5 ngày tại nhà cậu ấy. Gặp lần thứ ba, gặp 5 ngày ở nhà anh ta. Cái này là cái phần nhóm sai. Em thấy không? 3 lần em gặp anh ta, 3 lần quan hệ tình dục theo cái dạng là quan hệ tình dục ở nhà anh ta. Do đó đây lại là cái phần sai. Cái phần đúng của em nó nặng về vô tình kiếm pháp, tức là em vô tình, em không thích, em bận mà nó xảy ra cái hình ảnh người phụ nữ quyến rũ, chứ không phải là em sở hữu cái con người phụ nữ quyến rũ. Tại trong giao diện gặp là em làm tầm bậy. Tuy nhiên vì vô tình kiếm pháp cho nên là anh ta vẫn còn, và như anh nói rồi, anh ta cũng chỉ mới gặp có 1-2 lần thôi, gặp 5 ngày tại nhà anh ấy. Thì 1,5 tháng sau thì là lần thứ tư, nhưng lần này em bình thường. Còn cậu ấy thì thể hiện thái độ không nhạt. Em dùng cái câu là anh ta không nhạt sau lần thứ tư. Trời ơi em ơi, lần thứ tư mà em nói là anh ta không nhạt thì có nghĩa là em đã biết là nó có một cái gì đó. Và em cũng cảm giác là anh ta thực sự không có đủ mạnh. Tại vì em dùng chữ là anh, thay vì em nói là lần thứ tư anh ta vẫn nồng nàn, anh ta vẫn mạnh mẽ, thì em lại nói là lần thứ tư anh ta không nhạt. Vì đó chứng tỏ là em có cái cảm giác mà đã thấy có những cái dấu hiệu không không đi theo cái hướng mạnh mẽ rồi. Và sau đó em viết ra và nó thể hiện khá rõ nè. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký và chuông để nhận thông báo khi có video mới. Muốn em đến thăm mẹ nhưng không giới thiệu là girlfriend. Anh ta không muốn giới thiệu em là girlfriend tại anh ta không muốn cho mọi người nghĩ là em là girlfriend. Ok, tiếp tục nè. Muốn em đi xem phim với cậu trai anh ấy. Em không đi vì em bận rồi. Cậu ta rất hay giận nhưng luôn tự làm lành. Đây là một cái dấu hiệu là anh ta đang vượt qua những cái cảm xúc mà để xây dần cái cảm giác yêu. Cậu ấy chưa một lần đầu tư quà cho em cho dù 3 năm. Tức là anh ta không có cái ý nghĩ tới việc tặng quà. Và đây là trong thời gian hẹn hò thì đây là một cái điểm có thể nói điểm trừ. Đương nhiên có người đàn ông người ta không có tặng quà. Nhưng mà thời gian đầu á, người ta thường á là có một vài những cái món quà có thể lớn có thể nhỏ nhưng mà nó thể hiện cái tình cảm, tại vì đàn ông luôn nghĩ là phụ nữ thích quà và anh ta không nghĩ tới điều đó, anh ta không làm điều đó, có nghĩa là em chưa đủ quan trọng.
Tức là cái tình cảm anh ta không có mạnh cho em. Câu hỏi của em là cậu ấy có tình cảm nghiêm túc với em không? Ở đây không có khái niệm nghiêm túc. Ở đây nó chỉ có khái niệm là anh ta yêu em nhiều hay ít mà thôi. Không khái niệm nghiêm túc. Ít nghiêm túc nhưng mà ở mức độ thấp. Hiểu không? Đại loại vậy đó. Anh ta không chưa có tình cảm nhiều với em tại vì những cái khối hành xử của em á nó thuộc về hoặc là không gặp mặt hoặc là gặp gặp mặt thì tài le. Cho nên anh ta có vẻ như được cái dụng ích về quan hệ tình dục khi gặp được em. Trong cái thời gian anh ta không gặp em, anh ta cũng sẽ quan hệ với những người phụ nữ khác. Do đó là anh ta có tình cảm nghiêm túc với em hay không, anh ta hiện tại nặng về phần quan hệ tình dục. Tại mỗi lần gặp em thì được cái quan hệ tình dục không, 5 ngày đi anh gặp anh ta, nhà anh ta 5 ngày chắc quan hệ tình dục mà tài leo me luôn. Do đó là anh ta chưa có được cái cảm giác muốn theo đuổi em là vì anh ta không cảm nhận ở em cái cảm giác giá trị. Anh ta chỉ cảm nhận ở em cái cảm giác dụng ích chứ không phải cái cảm giác giá trị. Bởi vì do đó là em thấy anh ta không đầu tư vào cái phần mà có tính chiều sâu như là giới thiệu với mẹ là em là girlfriend hay là mua quà cho em hay là làm những cái việc mà có tính quan tâm thể hiện cái quan tâm lo lắng và có cái tương lai lâu dài cho em như là tính chuyện mình làm sao đến với nhau, anh dời nhà, anh làm sao để có thể đến với em. Mà anh ta luôn để nặng cái hướng là gì không? Rủ em về nhà ở anh ta 5 ngày. Gặp là quan hệ tình dục. Cho đó là ở em chưa hoàn toàn chưa sở hữu người phụ nữ quyến rũ, em chỉ được cái người đàn ông này còn cái mong muốn gặp em là vì anh ta chưa thỏa mãn hết những cái dụng ích đó mà thôi. Nó chưa phải là người phụ nữ quyến rũ, chắc chắn là chưa luôn. Anh chưa thấy cái điều đó. Hay là anh ta muốn tình dục, hiện tại là anh ta đang muốn về tình dục nặng hơn. Anh đoán là anh này vẫn có thể là có một cái sự rung động với em, chưa xác định được. Lý do tại sao anh chưa xác định được là vì em đồng ý quan hệ tình dục. Khi em đồng ý quan hệ tình dục thì mình không xác nhận được. Và nếu em đồng ý quan hệ tình dục thì gặp lý thông á thì sẽ sau thời gian ngắn sẽ chán. Nửa năm, 1 năm quan hệ được thời gian chán. Thạch sanh á, tức là người có rung động thì nó lâu hơn. 1, 2, 3, 4, 5 năm, có người tới 5, 6 năm nó mới tụt hết. Do đó là ở đây á, anh không xác định được lý thông hay thạch sanh tại vì em quan hệ quá sớm. Do đó câu hỏi sau của em là hay cậu ta muốn xây dựng tình yêu thật. Cậu đương nhiên các người đàn ông đến với một cô gái, người ta không bao giờ ngay từ đầu nghĩ là mình sẽ cưới cô này. Cũng có một số người đàn ông người ta nghĩ như vậy nhưng mà cái cảm giác đó cũng không thật. Nhưng mà sau khi xây một thời gian, khi anh ta fall in love, anh ta sẽ muốn làm điều đó. Cho nên cái câu hỏi của em lúc này á, nó không có relevant. Anh ta có muốn thời gian thật hay không không biết được, nó phải qua một cái ngưỡng nào đó thì mới biết, mới có câu trả lời cho em. Ở hiện tại đương nhiên là không. Mẹ anh ta mà anh ta còn không giới thiệu em là girlfriend, quà cáp anh ta không để ý, anh ta không có một cái dấu hiệu gì về lâu dài thì làm sao mình có thể xác nhận được? Và anh ta cũng chưa tới cái thời điểm để có thể nói là có muốn xây dựng tình yêu thật sự hay không. Tất cả các người đàn ông theo đuổi các cô gái, thứ nhất lý thông á là vì muốn cái ham muốn về thể xác, thạch sanh á là vì có sự rung động, và ở thời gian này chưa thể xác định được. Hiểu không? Vì em là người phụ nữ quyến rũ, cho anh nói em chưa là người phụ nữ quyến rũ như anh nói. Em có thể có cái ngoại hình đẹp, em có thể là vô tình kiếm pháp mà em có, hay là em có một chút nào đó nhưng mà em chưa sở hữu được con người đó. Anh rất tiếc là vì theo cái tiêu chuẩn anh đặt ra anh chưa thấy điều đó. Bạn em có tụt cảm xúc không? Có tụt nhưng mà không nhiều, và cái dụng ích về quan hệ tình dục hiện giờ vẫn còn lớn. Nếu như em để anh ta theo đuổi em 6 tháng mà em hoàn toàn từ chối tình dục thì lúc đó em mới biết được, lúc đó em mới biết được là anh ta có tồn cảm xúc không, anh ta có rung động hay không. Em bây giờ còn xây được hay không? Đương nhiên là em vẫn có thể còn xây được tại vì anh ta vẫn còn thái độ theo đuổi. Nhưng mà lạ cái là 2 năm rưỡi đó anh ta muốn gặp nhưng anh ta lại không theo đuổi. Điều đó nó chứng tỏ là không gặp nhỏ này được thì dớt nhỏ kia. Thì đó là một cái dấu hiệu không tốt. Tuy nhiên em vẫn có thể xây và quan sát. Nhưng mà cái quan hệ tình dục những lần đầu, anh nói cho em biết tay hay ta gì á, cái quan hệ tình dục những lần đầu tiên đều tuột cảm giác về giá trị hết. Rồi, ok, tiếp tục ha. Để coi có các bạn nam có thể đặt câu hỏi nhé. À, mình thấy có một số điện thoại và email nè. Các bạn nào có quan tâm những cái lớp học online và offline, muốn biết thêm thông tin về những lớp học, cũng có thể để số điện thoại hoặc là email, ở nước ngoài thì email nha, và viết tắt chữ người phụ nữ quyến rũ. Mai mốt sau này khi mà mình hợp tác mà mở ra được một cái chuỗi, sẽ bắt đầu bằng 1, 2 quán cà phê thôi. Mà quán cà phê đó sẽ thiết kế để cho các bạn ở trong cái nhóm người phụ nữ quyến rũ hay là những fan mà muốn ủng hộ đó, có thể tới đó là cái nơi mà là cái giao diện các bạn nói chuyện về cái kiến thức. Ở đó cũng sẽ có những cái tài liệu thuộc về kiến thức về tình cảm và những có cái giao diện để các bạn có thể là chia sẻ với nhau học, hoặc là những apprentice hoặc là những cái người coach của mình có thể sẽ xuất hiện ở đó để có thể trả lời các câu hỏi và cho các bạn những cái giá trị. Thì những cái quán cà phê sẽ thiết kế theo cái dạng đó và sẽ có cái ưu đãi riêng cho những cái người fan hay là những cái người trong cái nhóm phụ nữ giúp nhau hạnh phúc. Thì sau khi mà mình xây ra được cái đó rồi á, là các bạn sẽ có cái giao diện đó. À,
để các bạn có thể gặp. Và ở những cái quán cà phê đó đó, mình sẽ viết tắt cái chữ người phụ nữ quyến rũ, tức là cái đó nó sẽ là một phần của cái tên, cái thương hiệu đó, để chúng ta nhận dạng nhau. Thì mình hy vọng sau này nó ra một chuỗi luôn, mà cái số lượng những cái quán đó nó chỉ đủ đủ để cho cái dân số ở khu vực đó, tại vì phe nó nằm rải rác khắp nơi, đủ dân số khu đó lại. Đó là cái chỗ nó được thiết kế, nó sẽ có cái phòng. Kỳ trước mình lại mấy cái quán cà phê nó không có phù hợp, ngồi chỗ nó chật nha, rồi đôi khi nói chuyện cái con cha nội bên kia chắc ngồi cha nhìn gì, nói chuyện tình dục cái ông thật gì mà đeo đuổi được, có cô gái ngồi khóc buồn, nó không có phù hợp, các bạn biết không? Thế đó là mình vẫn đang nghĩ tới cái dự án đó. Nó là cái, nó cũng có một cái chút kinh doanh, và nếu như là nó là kinh doanh đó, thì đương nhiên nó sẽ được sẽ có cái ưu đãi cho fan, và mình cũng mong muốn là được fan ủng hộ, tại vì mở mở quán cà phê thì cũng mong muốn các bạn ủng hộ để nó duy trì được chứ không lỗ sạch máu. Ok, để xuống cái câu hỏi khác nè, có để coi kiếm được rửa có chưa. Thảo Nguyên ơi, tức là nếu mà em có cái mong muốn tham gia cái lớp thứ hai ở Atlanta, Atlanta chứ không phải Atlantic, Atlantic xa lắm, Atlantic đi qua tới Thái Bình Dương là nguy hiểm lắm, đi ra tới Đại Tây Dương là lớp tháng 2 ở Atlanta tên bang Georgia, thì anh sẽ thông báo ở bên cái fanpage, bên trang cá nhân luôn, phải thông báo một số nơi. Thì đăng ký thì anh đoán là tới khoảng 2 tuần nữa là có thể đăng, 1 tuần nữa là có thể đăng ký được rồi. Hy vọng là cái lớp này nó sẽ đông hơn cái lớp ở cái lớp kỳ rồi tổ chức ở bên Nam Cali ấy, là khoảng 60 bạn. Sau đó ở Nam Cali cũng hú hét um sùm, nhưng mà mình mới tổ chức rồi sao tổ chức lại nữa. Sau cái này thì có thể sẽ tới Houston hoặc là Bắc Cali, thì mình cố gắng làm cứ 2 tháng một lớp cho các bạn. Đương nhiên cái lớp này chỉ chắc lặp đi lặp lại thôi, tức là những cái lớp đó bạn nào học rồi thì chưa học lại, tại vì đây là cái kiến thức cơ bản nhất mà chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên phải dạy cái mà đưa ra giá trị nhiều nhất. Cho nên là những bạn nào mà đã tham gia rồi không cần tham gia lại, còn bạn nào cảm giác là muốn học lại thì cứ đi. Sau này mình sẽ có những cái lớp khác nó chuyên hơn cho các bạn, tuy nhiên ở Mỹ khó, các bạn không có nhiều thời gian á, đi cày quá đi. Mà cuộc sống hôn nhân ở Mỹ nó có những cái điều kiện nó khác ở Việt Nam. Cái cuộc sống là chúng ta bị chi phối bởi cái, ở Mỹ nó có cái khác nha, có cái lợi và cũng có cái bất lợi. Nó có cái bất lợi á, là gì biết không? Là ở Mỹ cái tương tác á, người đàn ông thường có thiên hướng ngoại tình thấp hơn chút. Mình cho nó là thiên hướng thôi nha, thấp hơn chút. Tuy nhiên ngược lại cái cuộc sống ở Mỹ á, cái những cái nhu cầu khác trong cuộc sống nó lại ít được thỏa mãn hơn cái bên Việt Nam. Các bạn thấy đàn ông Việt Nam Mỹ bên Mỹ, bên Mỹ là gì không? Đánh football cờ bạc đúng không? Một ngày ở trong tiệm nail hết 9-10 tiếng đồng hồ rồi đúng không? Sau đó đi nhậu, bạn bè anh em bà con, tại vì có mấy người bạn bà con sống ở những cái nơi nó không có nhiều á, giải trí không có, giải trí rất ít. Những cái điều kiện để tạo ra sự lãng mạn mà có tính Việt Nam, cộng đồng Việt nó cũng không nhiều. Do đó là nó lại bị cái chỗ khác, chỗ đó. Nó lại bị cái điểm yếu khác. Ok, trả lời câu hỏi này nè. Happy Thanksgiving Maggie. Thank you Maggie. Anh ở Mỹ một lần anh về để copy không? Sau này gặp toàn Tây không ta? Hay tập dân toàn ở nước ngoài, Tây với Mỹ không? Tây Mỹ thì cũng vậy các bạn, nó có sự khác biệt về cảm giác yêu nha. Nó có thể sự khác biệt về văn hóa, nhưng mà trong văn hóa thì nó lại không ảnh hưởng nhiều tới cảm giác yêu. Anh ở Mỹ một lần anh về Việt Nam, chúng em đi chơi với nhau được 1 tuần. Rồi xong phim rồi. Tuần là nghe thấy căng rồi. Chúng em quen nhau được 2 tháng thì anh về Việt Nam lại gặp ba mẹ em, mở video call cho bà mẹ em nói chuyện với ba mẹ anh. Được 2 tháng, em ơi đừng đừng nghĩ đây là một cái cảm giác yêu say đúng cách nha. Gặp nhau 1 lần sau đó 2 tháng cái cảm giác nó chưa phải cảm giác yêu, nó chỉ là cái rung động thôi. Và ngày hôm sau anh ta liên hệ với các bạn em và các bạn anh ở Việt Nam để tạo cái surprise, hỏi lời cầu hôn em. Sau 1 tháng ba anh về Việt Nam và tụi em làm lễ dạm ngõ. Anh ấy rất yêu em, anh rất yêu em và luôn làm mọi điều cho em. Từ lúc quen đến bây giờ tụi em được 6 tháng, thì em muốn hỏi anh là tụi em bây giờ nên xây dựng mối quan hệ như những người dating với nhau hay dựng hành xử như vợ chồng. Tụi em đã đính hôn và hiện tại anh đang ở Mỹ lo cho em công việc và mua nhà cho em. Cái việc của em nghe rất là thuận lợi, nghe rất là thuận lợi. Anh không biết em đã quan hệ tình dục với anh ta sớm chưa. Ở người đàn ông ở Hoa Kỳ về Việt Nam á, mà gặp các cô gái đẹp và có sự rung động, họ tấn công rất nhanh. Lý do họ tấn công rất nhanh là vì họ không tìm được cái điều này ở ở ở, ở Mỹ, và họ về Việt Nam họ tìm được cái cô gái nào họ ưng ý, họ tấn công rất nhanh và họ rung động rất mạnh. Và rung động mạnh là một điều tốt, tại vì rung động mạnh mà nếu say đúng thì fall in love rất nhanh.
cái rung động mà mạnh á, vài tháng thôi là anh ta có thể follow với em. Tuy nhiên ở đây nè, em nói là lần đầu tiên về em đi chơi với anh ta một tuần, anh không biết được trong tuần chuyện gì xảy ra, hành xử của em như thế nào, anh không biết. Ok, nếu như mà em hành xử theo hướng xấu thì phải cẩn thận, phải rất cẩn thận. Ok, tuy nhiên vì em chỉ gặp anh ta có một lần hai lần thôi, do đó anh nghĩ là nó có xấu nó cũng chưa chắc là nó tụt nhiều, nhưng mà nó sẽ là một cái dấu ấn không có tốt đấy. Ok, em tưởng tượng một người đàn ông gặp em lần đầu tiên đi chơi, ngủ với em lần đầu tiên, anh ta sẽ nghĩ sao trong quá khứ của em? Ok, nó sẽ tạo ra cái thang giá trị, cho dù anh ta, em là thuộc dạng hiếm đi, em đẹp, em trẻ và anh ta không tìm được sự rung động mạnh, nó anh ta vẫn sẽ rất thích em. Ok, vẫn sẽ rất yêu em, cho dù vẫn rất thích em chứ, vẫn sẽ rung động mạnh với em, vẫn quan hệ tình dục với em, vẫn sẽ thích em. Nhưng mà ở trong tâm khảm anh ta nó sẽ khắc cái này, nhỏ này chắc người khác cũng vậy, hay là anh ta lại nghĩ là chắc là ở Tây Tàu về cho nên cô ta vậy. Do đó cái phần về giá trị em phải rất cẩn thận cái phần đó, cho nên anh không biết. Anh hy vọng là em đã hành xử đúng trong năm cái ngày đi chơi đó. Sau đó chuyện nó thuận lợi, anh ta dắt người này người kia, vì anh ta chỉ mới gặp em có 1-2-3 lần gì thôi đúng không, lễ dạm ngõ điều đó rất thuận lợi. Tuy nhiên ở ở em, cho dù bây giờ là 6 tháng, anh không biết sao, nhưng mà 6 tháng thì anh đoán là vẫn còn xảy ra tốt đẹp, thì nó vẫn là cái khả năng tốt đẹp nhiều hơn. Tuy nhiên em nên biết một điều là nếu khi nào sau này anh ta bảo lãnh em qua Mỹ, cái cảm giác yêu bền anh ta vẫn chưa xảy ra, tức là cảm giác yêu đúng nghĩa nó vẫn chưa chắc đã tới nắp. Nhưng mà khi đã thành hôn nhân rồi thì lại không thể xây theo kiểu điêu đeo đuổi được nữa, là vì em đã là của anh ta rồi. Thậm chí bây giờ anh ta cũng đã có cái cảm giác đó rồi, anh ta còn cái cảm giác sợ mất là vì sao, là vì anh ta vẫn chưa cưới và em ở xa anh ta. Anh đoán em là người phụ nữ có nhan sắc, do đó là ok vẫn còn cái cảm giác đó. Nhưng mà tưởng tượng nè, khi em đã về nhà anh ta rồi thì cái mục tiêu theo đuổi đã mất, mục tiêu theo đuổi đã mất, cái cảm giác, cái cảm giác sợ mất, cái cảm giác mà rung động sợ mất nó mất đi, nó bắt đầu về cái cảm giác là ok bây giờ em đã là của anh, thì em sẽ thấy bắt đầu có những cái, nếu mà mình không khéo á, mình không có xây tiếp, là nó sẽ đi theo cái hướng xấu. Và rất nhiều cô gái ở Việt Nam qua bị cái kiểu này, gần như phải nói là hơn một nửa các cô gái ở Việt Nam được mang qua theo cái cách tương tự, tức là đã qua tới Mỹ được bảo lãnh về quốc gia đó, có nghĩa là người đàn ông đó rất muốn giữ. Không phải tất cả, nhưng mà đa số đều qua theo cái kiểu đó. Tức là ảnh về anh làm lẹ lắm, tại đàn ông làm sao họ không đủ thời gian 1-2 năm chinh phục theo đuổi, về mỗi tháng lần đúng không, cho nên họ về được, chịu được, bụp cưới, cưới mang qua. Và rất nhiều những người phụ nữ ở Hoa Kỳ, người Việt Hoa Kỳ sống bị khổ theo đúng cái lộ trình đó. Mặc dù cái đoạn đầu nó mài mãi như em, nó có thể không được như em, được 8 phần, 10 phần, có người được tốt hơn em, nhìn hoành tráng làm khủng khiếp, nhưng mà qua vẫn bị hư, là vì họ lầm tưởng, họ lầm tưởng là đó là cái yêu động, cái chính cái coi như là tốt đẹp nhất. Và qua bên đây thì họ lại bị lầm tưởng tiếp, là cái họ qua cái cuộc sống Hoa Kỳ đây họ nghĩ là mọi thứ sẽ tự nhiên tốt đẹp. No. No. Ok, thế thì bây giờ làm sao đây? Em phải có kiến thức, đặc biệt là khi em ở xứ quê người một mình em. Lúc đó em sẽ thấy cái cuộc sống nó khác khi em qua tới Mỹ. Em sẽ có cảm giác cái cuộc sống em thay đổi. Em phải có sự chuẩn bị rất nhiều về cái kiến thức trong hôn nhân. Em phải có sự chuẩn bị rất nhiều về sự thay đổi về môi trường sống, về ngôn ngữ, về văn hóa, về món ăn, cái cách người ta đi shopping, cái cách gia đình chồng đối xử với em, cái văn hóa trong gia đình chồng đối xử với em sau này. Em phải có sự chuẩn bị hết về những cái đó. Tại vì em như con cá sẽ được dục từ cái ao này qua một cái ao mới. Anh không muốn nói là con cá bị lên bờ, phải lên bờ nghe căng quá. Nhưng mà em sẽ dục vô một cái chỗ hoàn toàn mới mà em lạ nước, lạ cái á. Em phải có một cái sự chuẩn bị. Yes, em phải có sự chuẩn bị. Và em phải có kiến thức xây hôn nhân. Tại vì sau đó về em biết cái cách, em biết cái cách làm sao để ông chồng ông vẫn muốn tiếp tục xây cái hôn nhân của mình. Mình biết cái gì là cái nên làm, cái gì là không nên làm để tiếp tục xây cái hạnh phúc của mình. Tại vì khởi đầu có vẻ tốt đẹp nhưng mà chưa hoàn toàn lắm đâu, anh cảm giác nó vẫn có cái gì đó wrong chồng. Tại vì anh không nhìn ra được hết ở đây với cái cách em tả. Ok, nhưng mà nó có vẻ là tốt đẹp nhiều hơn là không tốt đẹp. Do đó là anh vẫn mong muốn em đi tiếp cái con đường này, nhưng mà phải cho mình kiến thức để xây tiếp cái hôn nhân của mình em nhé. Chúc mừng em, anh chúc mừng em là vì cái việc hôn nhân của em, ở cái mức chừng mà hôn nhân của em nó diễn biến ra tốt đẹp. Và anh đoán là anh ta có và còn cái sự rung động đó cho em. Hãy tiếp tục nuôi dưỡng cái đó. Hãy biết nên làm gì ở trong cái cuộc sống hôn nhân, trong cái quan hệ vợ chồng, trong cái việc nói chuyện, cái cách nói chuyện với nhau, cái cách em đối xử với chồng, và cái cách em định hướng sao để chồng thể hiện sự quan tâm với em. Cả trong cái quan hệ giường chiếu, cái lúc nào nên có con, em nên tìm công việc, nên đi làm liền hay là từ từ, nên học cái gì trước, tiếng Anh hay cái gì trước. Tất cả những cái đó em nên có kiến thức. Và thực sự nó cũng rất quan trọng. Em nên học lái xe liền hay là nên để chồng chở?
Thực ra nó có cả cái câu trả lời rồi đó. Ok, không thấy được rửa, hôm nay được rửa trốn hết rồi ha. Ok, hay là một số bạn mình trả lời có vẻ yên rồi. Có một số bạn nam chạy vào hỏi thì mình nói các bạn hỏi livestream mình sẽ trả lời, tại vì khi trả lời cho các bạn nam để cho các bạn nữ nghe luôn, tại vì nó cho bạn nữ hiểu nam hơn chút. Anh Tuấn ơi cho em hỏi, nếu một người đàn ông là bạn với mình 2 năm rồi mới quen nhau nhưng xảy ra quan hệ tình dục quá nhanh thì lần đầu đi chơi riêng có bị mất giá trị và tụt cảm giác yêu từ anh ta không? À, chắc chắn là có, nhưng mà anh ta có thể không nhận thấy, đa số đàn ông lớn tuổi họ nhận thấy rõ hơn, nhưng mà nếu trẻ tuổi càng trẻ thì lại càng không nhận thấy. 18 tuổi quan hệ tình dục với nhau họ chưa có tụt bao nhiêu á, tụt nhưng mà không bao nhiêu, họ quan hệ đã tới 10 năm sau, 5 7 năm sau lúc đó nó mới tụt. Do đó là nó có tụt, yes, về mặt kỹ thuật là có tụt, cảm nhận được hay không chưa, tại vì nó bị bù lại bởi cảm giác trách nhiệm thì đó không thấy, nhưng mà quan hệ tình dục nhanh nó sẽ tụt, yes. Có những cặp quan hệ tình dục sau sau đó vẫn cưới cho mấy không, nhưng mà đừng nghĩ cưới là hạnh phúc, đừng nghĩ cưới là hạnh phúc. Thậm chí có những cặp cưới nhìn bên ngoài vào tưởng hạnh phúc, tới lúc 10 năm chia tay thì các bạn mới biết được là cái dấu ấn nó bị ảnh hưởng bởi 10 năm sau này á, là một phần vì những cái ngày cái quan hệ lúc ban đầu, tức là hôn nhân không thực sự đủ về cái cảm giác yêu. Mà các bạn nhìn một vài năm cưới nhau ô thấy là hạnh phúc, wow, đợi tới cuối đời mới chắc ăn, tại tới lúc sau á, tại vì mình tư vấn cho nhiều cặp lắm rồi, và có những cặp á, có những cặp á nha, mà đang là hình mẫu luôn á, hình mẫu lớn á, hình mẫu lớn luôn á, mọi người nói mọi người vẫn nghĩ tụi em rất là hạnh phúc, mọi người vẫn thấy là vợ đẹp con ngoan, ra đường mà vẫn nắm tay chồng là đóng kịch hết, mọi người đều muốn mình hoành tráng mà. Vẫn mua tặng quà cho vợ, đăng Facebook cái giỏ Chanel 5.000, cái giỏ Christian Dior, hay là cái giỏ FMS hai mấy ngàn đô đeo lên hoành tráng, như là nói trời ơi, chồng yêu quá, chụp hình nằm với chồng tặng cái tưởng gì hả, tài leo học me, tới lúc mà tư vấn mới biết. Ok, nhưng mà mình nói cái này không phải để hù các bạn, nhưng mà các bạn bên ngoài các bạn chưa nhìn ra được đâu, các bạn phải vào bên trong á, vô trong mới biết trong có rận, tại vì cái phần đó là cái phần họ giấu kỹ nhất, nó nằm tuốt bên trong cái vỏ hành á, bạn phải lột ra mấy chục lớp cái vỏ ngoài mới thấy được cái đó, họ giấu kỹ lắm, chỉ khi nào mà họ bể ra bạn mới biết, do đó khi bể ra là các bạn giật mình luôn, ủa số kia vậy, ủa có gì đâu, ủa nếu các bạn biết chuyện thì các bạn thấy cái này nó xảy ra 5 10 năm rồi chẳng có gì ủa cả. Nhưng mà mình nói cái đó không phải hù các bạn, là cuộc đời không có hạnh phúc, nó vẫn có những cái cặp rất là bình thường họ vẫn xây được. Tuy nhiên hạnh phúc ta phải có kiến thức thì mới xây chắc ăn các bạn ơi, không có hên, cuộc đời nó có cái gọi là quy luật của sự xứng đáng á, quy luật của sự xứng đáng là nó không có hên, không có tự nhiên mà cái nhà bực cái được xây ra tốt đẹp, phải có người đặt từng viên gạch xây nó.